Toàn cảnh vụ vỡ hồ nước thải nhấn chìm hàng chục hộ dân trong biển nước ở Lào Cai. Đắk Nông công bố tình trạng thiên tai khẩn cấp. Miền Bắc còn mưa to, huyện có nguy cơ sạt lở ở mức cao. Xác minh việc nhóm người mặc sắc phục tấn công người vi phạm giao thông. Đề nghị người dân cung cấp hình ảnh vi phạm giao thông cho cảnh sát giao thông. Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi thông tin mới nhất trên kênh youtube tạp chí Việt Times. Vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong chương trình hôm nay, sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, chiều ngày 8 tháng 8, Công an tỉnh Lào Cai cho biết khoảng 8 giờ 30 phút cùng ngày tại xã Tả Phời, thành phố Lào Cai đã xảy ra sự cố tràn hồ chiếu bùn quạng của nhà máy tuyển quạng đồng thuộc công ty cổ phần đồng Tả Phời. Theo ghi nhận, sự cố đã khiến một lượng nước thải rất lớn từ hồ chứa chảy xuống khu dân cư thôn Phời 3. Nước từ hồ thải đã làm ngập đoạn đường từ thôn Phời 3 đến Ủy ban Nhân dân xã Tả Phời gây chia cắt giao thông hoàn toàn. Theo ước tính ban đầu, có gần 30 hộ dân nằm dưới hạ lưu bị ảnh hưởng, trong đó có nhiều hộ bị nước ngập vào nhà, cuốn trôi tài sản và gia súc, gia cầm. Khu vực Ủy ban Nhân dân xã Tà Phời bị ngập sâu trong nước, rất may sự việc không gây thiệt hại về người. Theo cơ quan chức năng, trong những ngày qua, trên địa bàn xã Tà Phời, thành phố Lào Cai xảy ra mưa lớn kéo dài, dẫn đến lượng nước trên thượng nguồn dồn về hồ thải nhiều. Lượng nước đổ về hồ tăng đột biến, do vậy, cổng xả tràn gặp sự cố gây tràn nước xuống khu vực hồ phụ và chảy xuống hạ lưu thuộc thôn Phời 3 sự cố khiến cả một vùng dân cư bị ngập sâu trong nước ruộng vườn của nhiều hộ dân bị ngập lụt ông nguyễn tam tính giám đốc công ty cổ phần đồng tà phơi cho biết ngay sau khi xảy ra sự cố công ty đã triển khai máy móc thiết bị và nhân lực để khắc phục hiện khu vực cống xả tràn của hồ thải đã được lắp tạm để ngăn nước xảy khỏi hồ sau khi kiểm soát được dòng nước đơn vị sẽ tiến hành sửa chữa cống theo ủy ban nhân dân tỉnh lào cai Đến 13 giờ 30 phút chiều ngày 8 tháng 8, lực lượng chức năng đã cơ bản khắc phục dòng chảy chính thải ra ngoài môi trường. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường lấy 6 mẫu nước tại 3 điểm vị trí, khu vực trạm y tế xã Tả Phời, khu vực suối Phời hợp lưu ở suối Cóc, hồ sự cố và hai thời điểm sáng và chiều để kiểm tra. Chính quyền địa phương đã chỉ đạo giả soát di chuyển các hộ gia đình bị ảnh hưởng, bố trí chỗ ăn nghỉ, sinh hoạt cho các hộ dân. Đồng thời, cử lực lượng công an xã và quân sự trông coi tài sản của nhân dân tiếp tục tiến hành giả soát thiệt hại của các hộ bị ảnh hưởng theo ủy ban nhân dân tỉnh lào cai sở tài nguyên và môi trường sẽ tiếp tục tổ chức lấy mẫu quan trắc nước thải chảy tràn ra ngoài môi trường để có cảnh báo cho các tổ chức cá nhân và hộ gia đình sử dụng nước suối phởi suối cóc suối ngòi đồng thời phối hợp với các sở ngành có liên quan đánh giá các nguy cơ ô nhiễm môi trường Ngày 8 tháng 8, quyết định công bố tình huống khẩn cấp Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông được đưa ra nhằm ứng phó, khắc phục các công trình giao thông, thủy lợi bị mưa lũ gây ra trong đợt mưa lũ vừa qua. Theo Ủy ban nhân dân tỉnh, từ cuối tháng 7 đến ngày 6 tháng 8, địa bàn xảy ra nhiều đợt mưa lớn kéo dài, tổng lượng mưa tại trạm Đắk Hà gần 400 mm. Hôm ngày 1 tháng 8, thân đập và xung quanh hồ nước chứa đắc Tinh xuất hiện nhiều vết nứt. Đến nay, vết nứt khu vực đồi gần chân đập kéo dài khoảng 500 m, sâu hơn 150 m và chưa dừng lại. Phần đồi bên phải đập bị sụt lún với diện tích khoảng 10 là đất hoa màu của người dân, ước tính có gần 1 triệu mét khối đất có nguy cơ bị sạt trượt. Thân đập cũng xuất hiện nhiều vết nứt lớn từ 10 đến 20 cm. Đường trên thân đập nứt gãy, phần bê tông trồi lên, di chuyển cầu tràn khoảng 63 cm gây mất ổn định công trình, an toàn đập và vùng hạ du. Đối với quốc lộ 14, đoạn qua thành phố Gia Nghĩa, đến nay vết nứt đã kéo dài khoảng 40 m, sụt lún 4,5 m, gây mất ổn định kết cấu công trình, ảnh hưởng an toàn tính mạng và tài sản 16 hộ dân ở gần. Mưa lũ cũng gây ra sạt trượt dài 540 m. Tại Bon Bu Krak và Bon Bu Prang của xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, cách chân đập thủy lợi đắc ké khoảng 300 mét, đe dọa cuộc sống hơn 200 người dân ở khu vực. Về phương án ứng phó khẩn cấp và khắc phục, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan tính toán kịch bản vỡ đập, đường đi dòng nước ảnh hưởng vùng hạ du, khảo sát đưa ra phương án thoát nước hỗ trượt. Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ hoặc đề xuất chính phủ hỗ trợ kinh phí khoảng 50 tỷ đồng để khắc phục sự cố khẩn cấp hồ chứa ở Đắk Nông Tinh. Kinh phí này còn giúp địa phương khắc phục hậu quả thiên tai nhất là các công trình giao thông, thủy lợi bị ảnh hưởng bởi đợt mưa lũ vừa qua. Theo Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Cảnh Thái, thành viên đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nguyên nhân xuất hiện các vết nứt là các khối dịch chuyển chủ yếu vẫn là do mưa nhiều và mưa kéo dài. Lượng mưa lớn nhất của tháng 7 hàng năm chỉ khoảng 400 mm nhưng năm nay hơn 700 mm. Mưa nhiều làm tăng mực nước ngầm và giảm độ kết dính của đất, đặc biệt là giai đoạn cuối mùa khô, đầu mùa mưa, ông Thái nhận định. Liên quan sự cố chứa nước ở Đắk Nông, ông Thái khuyến nghị tỉnh Đắk Nông cần phải có giải pháp xử lý tổng thể, hạ mương nước ngầm xuống, hạ mái dốc phần mái đào, xây các rãnh thoát nước để tránh mưa nước thấm vào khối trượt, đặc biệt là dùng các biện pháp để gia tăng sự ổn định của khối trượt. Theo nghị định 66 năm 2021, tình huống khẩn cấp về thiên tai là sự cố ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe, nhà ở nhiều người, đê điều, hồ đập, sân bay, đường sắt, cao tốc, quốc lộ, tỉnh lộ, bến cảng, hệ thống điện, khu kinh tế, công nghiệp. Những tình huống này cần huy động các biện pháp ứng phó khẩn cấp nhằm ngăn chặn, khắc phục. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có thẩm quyền công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên địa bàn. Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ công bố tình huống khẩn cấp đối với công trình, cơ sở hạ tầng thuộc phạm vi quản lý. Trường hợp thiên tai nghiêm trọng diện rộng vượt khả năng ứng phó, khắc phục hậu quả của bộ ngành, địa phương, thủ tướng sẽ xem xét ban hành các tình huống khẩn cấp. Trước Đắk Nông, một số tỉnh thành bộ ngành đã công bố tình huống khẩn cấp khi bị xảy ra thiên tai, nhiều công trình dự án bị hư hỏng. Đắk Nông được thành lập năm 2004 sau khi tách từ tỉnh Đắk Lắk. Tỉnh nằm phía nam Tây Nguyên gồm một thành phố và bảy huyện, diện tích hơn 6.000 km vuông, dân số trên 600.000 người năm 2020, có nhiều dân tộc thiểu số như đê, Nùng, Nông, Tày. Thế mạnh của tỉnh là các cây công nghiệp cà phê, cao su, hồ tiêu. Năm nay mưa lũ bất thường còn gây thiệt hại cho nhiều tỉnh Tây Nguyên, miền Tây và nhất là nhiều tỉnh miền núi phía Bắc chiều tối ngày 8 tháng 8, ông Hoàng Phúc Lâm, phó giám đốc trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết hiện tượng mưa vừa, mưa to ở khu vực tây bắc, việt bắc sẽ còn duy trì trong đêm nay và dạng sáng mai. Từ trưa chiều mai lượng mưa ở khu vực này sẽ giảm nhưng vẫn có thể xảy ra mưa và mưa rào trên diện rộng. Đến ngày 10 và 11 tháng 8 khó khả năng còn có mưa vài nơi, trời hưởng nắng. Theo ông Lâm, sau thời gian dài mưa liên tục, nhiều địa phương ở vùng núi và trung du bắc bộ với tổng lượng mưa 7 ngày qua phổ biến là 70 đến 150 mm nên số huyện có nguy cơ sạt lở đang ở mức cao. Cụ thể, ở Sơn La có 175 xã thuộc 11 huyện với trên 940 điểm, Lai Châu có 81 xã thuộc 8 huyện với trên 510 điểm, Yên Bái có 75 xã thuộc 9 huyện và Bắc Cạn có 100 xã thuộc 8 huyện với trên 300 điểm có nguy cơ sạt lở. Từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 8, trên sông Thao tại Yên Bái và Phú Thọ có khả năng xuất hiện một đợt lũ với đỉnh lũ lên mức báo động 1. Ông Lâm thông tin dòng chảy của các hồ chứa ở Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Bản Chát tăng chậm và duy trì ổn định trong ngày 8 đến ngày 9 tháng 8, sau đó giảm chậm. Trong khoảng 4 đến 5 ngày tới, mực nước ở các hồ sẽ tăng thêm khoảng 2 đến 4 mét do lưu lượng nước ở hồ hiện vẫn lớn. Ngoài ra, ông Lâm cũng cho biết, trong khoảng 20 ngày cuối tháng 8, khu vực Bắc Bộ vẫn nằm trong giai đoạn mưa nhiều đan xen với 1 đến hai đợt nắng nóng. Ông Lâm nhận định trong tháng 8, khu vực Bắc Bộ phổ biến có mưa thấp hơn trung bình nhiều năm từ 10 đến 25%, riêng Lai Châu và Điện Biên sấp xỉ trung bình. Tổng lượng mưa trong 20 ngày cuối tháng tại khu vực Tây Bắc có thể đạt từ 100 đến 200 mm, khu vực Việt Bắc là 150 đến 250 mm, Đông Bắc và Đồng bằng Bắc Bộ có thể đạt từ 150 đến 300 mm. Từ chiều ngày 8 tháng 8, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn ghi clip lại cảnh một người nông dân bị nhóm người mặc sắc phục tấn công, còng tay trước sự chứng kiến của nhiều người. Theo nội dung clip do chị NB, ngụ tỉnh Bình Phước chia sẻ, một người dân dừng xe ba gác trên đường ở xã Bình Sơn, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước, xung quanh là nhóm người mặc sắc phục. Trong clip, hai bên xảy ra tranh cãi do lực lượng chức năng yêu cầu kéo xe ba gác đi xử lý do vi phạm. Sau khi đó, người dân cho rằng mình không nghi phạm và yêu cầu lập biên bản. Sau đó, người này ngồi lên xe để giữ lại lúc này một người mặc sắc phục nhảy lên xe dùng chân đạp thẳng vào mặt người dân khiến người này loạn trạng chưa dừng lại người mặc sắc phục liên tiếp đấm đá vào đầu và mặt kèm theo lời trừ bới một số hình ảnh chị nb chia sẻ cũng cho thấy người điều khiển xe bà gác sau đó bị còng tay ngược ra sau trên vùng đầu có vết thương chảy máu clip sau khi đăng tải lên mạng xã hội đã được nhiều người chia sẻ hầu hết bức xúc trước hành vi của người mặc sắc phục tối cùng ngày sau khi nắm bắt thông tin trên mạng xã hội công an huyện phú diềng đã vào cuộc xác minh đồng thời yêu cầu công an xã bình sơn báo cáo vụ việc Chiều ngày 8 tháng 8, đại diện phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội cho biết, công an thành phố Hà Nội đang chuẩn bị nội dung để phát động phong trào toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp các thông tin hình ảnh vi phạm trật tự an toàn giao thông cho cơ quan công an. Theo đó, các hành vi vi phạm được cơ quan công an đề nghị người dân cung cấp thông tin hình ảnh bao gồm nhóm hành vi vi phạm những phương tiện vận tải hành khách, đón trả khách sai quy định, trở quá số người quy định, nhóm hành vi vi phạm của phương tiện vận tải hàng hóa quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng, xếp hàng hóa trên xe vượt quá giới hạn quy định nhóm hành vi vi phạm của phương tiện đi ngược chiều, nhóm hành vi vi phạm của ô tô không tuân thủ các quy định khi ra vào đường cao tốc. Cũng theo đại diện phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội, việc vận động nhằm huy động vào cuộc tổng thể nâng cao trách nhiệm của các sở, ban ngành, các tổ chức chính trị xã hội và quần chúng nhân dân trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đồng thời tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân tự ý thức trách nhiệm trong chấp hành pháp luật về an toàn giao thông có phần kéo giảm tai nạn giao thông về hình thức gửi thông tin hình ảnh phản ánh cho cơ quan công an người dân có thể gửi qua zalo phòng cảnh sát giao thông công an thành phố hà nội hoặc số điện thoại đường dây nóng 0243 942 4451 chương trình của chúng tôi đến đây là kết thúc cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi nếu thích việt times đừng quên ấn like và subscribe ủng hộ kênh của chúng tôi xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và những video tiếp theo.